Nơi Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa tràn hy vọng, là đường dạy con hàng soi bước, lời Ngài là chứng nhân niềm vui, cho đèn là tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con. Xin mời cả lớp chúng ta sẽ đọc lời Chúa đọc chung luôn nhé. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa vượt xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, hiện thời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì, và sau thời gian đó, người đói, nghỉ về, ma quỷ đến thương người. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng, người ta sống phải không phải chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa. Hồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ, và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình ở ngày tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, phải chỉ phục thờ một mình người thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người đến Giê-ru-sa-lem để người trên góc tường cao để thờ, và bảo rằng: nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng, các vị đó sẽ lỡ tay nâng đỡ ông khỏi bất tài nạn. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi làm đủ các cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp ta. Xin mời các cha mẹ đỡ đầu và anh chị em tân tòng ngồi xuống. Chúng ta sẽ tĩnh lặng trong một phút để cho lời Chúa lắng đọng vào trong tâm hồn. Sau đó chúng ta cùng nhau chia sẻ và cầu nguyện nhé.
Kính thưa các cha mẹ đỡ đầu và anh chị em dự tập, trong mấy tháng vừa qua các bạn dự tập được học giáo lý là có những ngày tháng để chuẩn bị xa. Hôm nay có buổi tĩnh tâm cầu nguyện này là để chúng ta sẽ chuẩn bị gần. Ngày mai sẽ lãnh nhận các bí tích khai công. Trước khi lãnh nhận các bí tích khai công, tất cả lớp chúng ta có tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta trong suốt mấy tháng qua được học giáo lý. Và chúng ta tạ ơn Chúa và tin rằng từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ được ơn Chúa. Vậy trước khi đi vào phần chia sẻ thì chắc trong này có những bạn có thể sẽ chưa biết và thắc mắc vì sao mà hôm nay đọc lời Chúa mà lại không sướng lên cái câu đó là lời Chúa, vì lý do làm sao? Có chắc có lẽ là cũng là mới đối với các bạn dự tập. Vì thế tôi xin được chia sẻ như thế này, là theo phụng vụ luật của phụng vụ giáo hội, khi đọc lời Chúa thì chỉ sướng cái câu đó là lời Chúa. Trong thánh lễ, khi thừa tác viên đứng trên bục giảng thì là công bố lời của Chúa. Mà là công bố thì chỉ có một người công bố thôi, và tất cả mọi giáo dân ngồi ở dưới tham dự thánh lễ thì là nghe. Vì thế là một người công bố và cả nhà thờ giáo dân ngồi nghe. Thì sau khi công bố xong, thừa tác viên sẽ sướng đến cái câu đó là lời Chúa, thì giáo dân sẽ đáp lại là tạ ơn Chúa, hoặc nếu là bài tin mừng thì sẽ đáp lại là lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Nhưng trong một buổi cầu nguyện tĩnh tâm như thế này thì cả lớp cùng đọc, thế cho nên là khi đọc xong thì ngồi xuống thinh lặng một phút để cho lời Chúa lắng động, chứ không có sướng đó là lời Chúa như trong thánh lễ. Cho nên cần phải phân biệt hai cách thức đọc lời Chúa nhé. Vì có những người không có được đến nơi đến chốn, đi đến đâu đọc cũng sướng lên đó là lời Chúa thì không đúng với luật phục vụ. Các bạn thân mến, tại sao lại cứ có từ gọi là tân tòng và dự tòng? Cái dự tòng và tân tòng có giống nhau không hay khác nhau? Xin thưa, về bản thân của đương sự thì nó cũng là giống nhau thôi, nhưng nó khác về thời điểm. Ví dụ như bây giờ một bạn ngoại đạo mà ghi danh học giáo lý thì trong suốt quá trình thời gian học giáo lý mấy tháng và cho tới giờ này thì vẫn còn gọi là dự tòng, vì là dự bị mà, học để dự bị, chuẩn bị để lãnh nhận các bí tích khai tâm đời sống Kitô hữu. Và ngày mai các bạn bước vào nhà thờ và cha chủ sự tiến xuống để cử hành cái nghi thức gọi là thẩm vấn á, thì sau đó thẩm vấn các bạn trả lời và các cha mẹ đỡ đầu trả lời những cái lời mà cha chủ sự hỏi. Và cha chủ sự mời các bạn tiến lên thì kể từ giây phút đó gọi là tân tòng. Tân là mới, tòng là theo, tức là mình bước theo cha chủ tế tiến lên cái phần ngồi, để sau bài giảng thì cha chủ sự sẽ cử hành các nghi thức ban các bí tích khai tâm, thì gọi là tân tòng nhé. Tân tòng và dự tòng nó có hai thời điểm khác nhau. Tân tòng thì là như hôm nay là mình chuẩn bị gần, còn dự tòng là chuẩn bị xa trong vòng khoảng 3-4 tháng nha. Vậy thì lời Chúa hôm nay có một câu mà có lẽ là cả lớp ai cũng đọc và nhớ, đó là khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong và Ngài được đầy Thánh Thần. Mà được đầy Thánh Thần thì không yên, quỷ đã theo ngay và cám dỗ Chúa Giêsu bằng ba cơn cám dỗ mà các bạn vừa đọc. Ngày mai các bạn được lãnh nhận các bí tích khai tâm, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, là các bạn cũng lãnh được đầy tràn Thánh Thần. Ai cũng vui và mừng phấn khởi lắm, nhưng chắc chắn có một điều, sau cái vui đó là ma quỷ nó cũng phải tìm phương thế này, phương thế kia
để lôi kéo chúng ta xa ra khỏi đời sống đức tin. Và vì thế hôm nay phải có một buổi cầu nguyện, chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị gần để ngày mai lãnh nhận một cách ý thức hơn, sâu sắc hơn. Và sau khi lãnh nhận thì chúng ta sẽ phải cầu nguyện với Chúa Thánh Phẩm như thế nào để ơn Chúa không bị mai một, bị mất đi trong thời gian chúng ta sống đời sống Kitô hữu. Thế thì được Ngài Thánh Thần, thế nhưng mà con người chúng ta sẽ có những lúc yếu đuối, có những lúc con người thân phận mỏng giòn, dễ thay đổi, dễ mai một. Cho nên rằng là các bạn cần phải nhớ như thế này, trong con người ta thì có hai phần, một phần thượng đẳng và một phần hạ đẳng. Phần thượng đẳng thì luôn luôn là muốn hướng thượng về Thiên Chúa, những cái điều tốt đẹp, nhưng mà cái phần hạ đẳng thì luôn luôn nó lại tìm cách để ghi kéo mình xuống. Đó là cái thân phận yếu đuối mỏng giòn của con người. Và nhiều khi mình là muốn làm những cái điều mà lương tâm mình không cho phép. Cho nên Thánh Phaolô tông đồ trong thư của Ngài có dạy là những điều tốt tôi muốn làm thì tôi lại không làm, và những điều xấu nhiều khi tôi không muốn làm thì tôi lại muốn làm. Đó là lời Thánh Phaolô dạy cho chúng ta phải cảnh giác, ý thức về cái thân phận của mình. Nhiều khi là cũng muốn hướng lên Chúa đó, nhưng mà phần xác thịt hạ đẳng thì nó lại cũng muốn lôi kéo mình xuống và có cái sự cám dỗ của ma quỷ dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên các bạn cũng cần phải ý thức. Thế rồi thì bây giờ cần phải có cái sự phân biệt như thế này, là phép rửa của Thánh Gioan Thầy Giả và bí tích rửa tội của Chúa Giêsu thì có giống nhau hay khác nhau. Và cần phải biết là phép rửa của Chúa Giêsu và phép bí tích rửa tội của Chúa Giêsu và phép rửa Thánh Gioan Thầy Giả khác nhau như thế nào. Xin thưa với tất cả anh em dự phòng là khác nhau hoàn toàn, vì phép rửa của Thánh Gioan Thầy Giả chỉ là một nghi thức xã hội. Nó cũng giống như là mình thứ tư ở lễ cho mình xúc cho trên đầu, đó là một cái nghi thức bề ngoài để tỏ lòng sám hối thôi. Nhưng bí tích rửa tội mà Chúa Giêsu thiết lập mà ngày mai các bạn đã nhận thì nó là một bí tích để ban ơn sủng, tha tội tổ tông, rồi tha tội riêng mình phạm. Nghe cần phải cần là phân biệt. Thế thì có thể sẽ có bạn là đặt vấn đề là nếu phép rửa của Thánh Gioan Thầy Giả là một nghi thức sám hối thì Chúa Giêsu có tội gì đâu mà phải sám hối. Xin thưa thì có ba lý do như thế này. Thứ nhất là Chúa Giêsu nêu lên đức khiêm nhường. Thứ hai là Chúa hòa mình với tội nhân để cảm thông nhân loại. Và thứ ba là Chúa tiên báo một dân tộc mới của Ngài và giáo hội sẽ qua bí tích rửa tội nhé. Đó là ba lý do mà Chúa Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan. Tuy là Ngài không có tội, nhưng mà Ngài cũng đến dìm mình vào sông Gioan để Ngài thứ nhất nêu lên khiêm nhường, thứ hai là hòa mình với tội nhân để cảm thông một nhân loại tội lỗi, và thứ ba là Ngài tuyên báo một dân tộc mới của Ngài qua bí tích rửa tội. Và dân tộc đó ta được hiểu đó là hội thánh của người thiết lập. Có một cái điểm mà các bạn rất chú ý về mặt giáo lý, đó là trong việc mà Chúa Giêsu chịu phép rửa, đây là cái gì mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Các bạn thấy ngay trong đầu cái đoạn Tin Mừng có một câu, đó là khi chịu phép rửa, người đang cầu nguyện, người đây là Chúa Giêsu đó, trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Như vậy đây là cái giây phút mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa có ba ngôi: ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, và ngôi thứ ba là Thánh Thần. Tiếng nói từ trời là Chúa Cha, và Chúa Giêsu là hiện thân Con một của Chúa Cha đang chịu phép rửa xong và lên khỏi nước.
và Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu. Kinh Thánh dùng từ ngữ trong ta bình dân như vậy để dễ hiểu, nhưng không có nghĩa là Chúa Thánh Thần là con chim bồ câu. Có là cần phải nhớ vậy. Và đây là cái giờ phút Chúa Giêsu mặc thả chúng ta ngồi như một Chúa ba ngôi, mà trong thời gian học các bạn đã được nghe thầy hướng dẫn nhiều lần. Khi nào chúng ta tuyên xưng còn nhiều một Chúa ba ngôi là khi nào? Đúng rồi, bạn Linh phải trả lời đúng. Khi ta làm dấu thánh giá cả lớp làm thì rất nhớ nào, như Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Như vậy là khi ta làm dấu thánh giá là ta tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Và nếu mà các quên các bạn Kinh Thánh ngày hôm nay, thì khi các bạn làm dấu thánh giá là các bạn sẽ nhớ là ở trước khi mình được rửa tội, có một buổi thánh tâm và chúng ta cho đọc một đoạn tin mừng nói về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa và ngài mặc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm của Chúa có ba ngôi. Vậy thì có một điểm nhấn các bạn nhớ là một người tư tâu hữu sống trong ơn sủng của Thiên Chúa vẫn có thể bị ma quỷ cám dỗ cách này cách khác. Và bằng chứng ở trong Kinh Thánh này, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, Chúa được đầy Thánh Thần là quỷ nó theo liền. Đấy, nó tìm cách để cám dỗ, mà chính Chúa Giêsu còn điều quỷ cám dỗ húng chi như người tín hữu mình nhá. Đây là khi mình được lãnh nhận, các bạn được lãnh nhận ý thức cửa tôi, ý thức thêm sức là các bạn được lãnh nhận đầy tràn Thánh Thần, nhưng mà cũng phải hết sức đề phòng, là bởi vì ma quỷ luôn tìm cách kéo chúng ta xa Thiên Chúa, xa đức tin vào Thiên Chúa, xa giáo hội Công giáo. Cho nên cần phải để ý, cho nên phải biết cách cầu nguyện và xa lánh những cái cơn cám dỗ có tính cách dẫn đưa chúng ta xa lạc đức tin nha. Vậy thì nói một điều để cho dễ nhớ, dựa vào Kinh Thánh, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần là quỷ đã theo để cám dỗ. Thì các bạn nhớ như này, Satan, một người đạo đức sống đẹp lòng Chúa nhưng vẫn có thể bị ma quỷ cám dỗ bằng cách này cách khác. Cho nên ngày mai các bạn được lãnh nhận đầy Thánh Thần, còn ý thức rửa tội và ý thức thêm sức, nhưng phải đề phòng vì ma quỷ vẫn có thể theo để cám dỗ các bạn nhé. Đây là người lãnh nhận ý thức rửa tội, các ý thức khai tông ngày mai vui mừng phấn khởi lắm, có những gia đình còn tổ chức được mừng. Thế nhưng mà trong cái vui mừng đó thì phải mở ngoặc đơn, sẽ có những cái cơn cám dỗ bằng cách này cách khác để tìm cách mà quỷ kéo chúng ta xa lời Thiên Chúa nha. Các bạn thân mến, vậy thì qua đoạn tin mừng ngày hôm nay, trình thuật tin mừng kể về ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Cơn cám dỗ thứ nhất là cám dỗ về của ăn. Ma quỷ như là thách đố Chúa: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy biến hòn đá này trở nên bánh mà ăn. Ma quỷ nó cũng biết Chúa đói, cho nên là Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, nhưng ngài cũng là người thật, và ngài cũng là con người và cũng có đói như mình. Cho nên quỷ nó biết Chúa đói, nó tìm cách nó cám dỗ. Nhưng mà Chúa Giêsu đâu thể nào mà xa cái chức cám dỗ của ma quỷ. Ngài trả lời thẳng thắn cho uy quyền của một Thiên Chúa ngôi hai: nghe đây, người ta sống không quên bởi cơm bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán dạy. Chúa trả lời và chống lại cái chức ma quỷ cám dỗ, nhưng mà Chúa cũng dạy cho mỗi người anh chị em chúng mình là chúng ta sống không phải nhiều cơm bánh mà còn sống bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán dạy. Ở cho nên là sau khi lãnh nhận các ý thức khai tâm, các bạn trở về kết hôn, đời sống vợ chồng có con cái, thì tất nhiên là cặp vợ chồng nào có con thì cũng phải lo là ăn cơm áo gạo tiền để nuôi dạy con cái. Tuy nhiên nếu mà mình cứ đắm đuối quá vào công ăn, vào việc làm, lo cơm áo gạo tiền
mà thiếu đời sống cầu nguyện trong gia đình, không tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, thì đó là cái cách tự mình đã xa rời Thiên Chúa. Nếu có nó lo cơm áo gạo tiền không, thì gia đình chúng ta sẽ trống rỗng và thiếu ơn của Chúa. Vì những lúc mà chúng ta lỡ mà chỉ có lo cơm áo gạo tiền không, thì các bạn vui lòng nhớ là một cái câu mà Chúa nói có thể khắc ghi trong tâm của các bạn ngày đến tông hôm nay trước khi lãnh nhận các tín thành tâm, đó là Chúa dạy người ta sống không nguyên đổi cơm bánh mà còn phải lời của Thiên Chúa nữa. Cho nên là các bạn làm gì thì làm, tối đến vợ chồng sum họp tối thiểu phải một kinh lạy cha, ba kinh thích cùng một kinh sáng danh làm dấu cảm ơn Chúa. Ngày trước nhà hàng tuần vợ chồng con cái dìu dắt nhau đến nhà thờ thiệt tương thanh lễ ngày Chúa Nhật để giữ luật Chúa và luật của giáo hội, thì đó là dấu chỉ gia đình của chúng ta có Chúa và gia đình của chúng ta vừa có ơn Chúa và vừa có cơm áo gạo tiền nữa. Và nếu mà không thì chúng ta chỉ lo cơm áo gạo tiền mà thiếu lời cầu nguyện trong gia đình, thiếu thánh lễ ngày Chúa Nhật, thì chắc chắn với các bạn một điều là ma quỷ sẽ trộm của chúng ta ngay, và có một lúc nào đó là nó sẽ kéo chúng ta xa rời đức tin, và lúc đó anh em tân cầm là sẽ bỏ Chúa luôn, bỏ giáo hội luôn, và theo cái nghĩa bình dân thì gọi là bỏ đạo đó. Và đừng để mình rơi vào cái tình trạng và có cái câu nói ở đời là Chúa Trời ban ngôi, con lấy được vợ, con khôi nhà thờ. Đấy. Nếu mà học giáo lý dự phòng chỉ là để nhanh chóng cho lãnh nhận các bí tích hai tâm, có một cái chứng chỉ bí tích để nộp vào bổ túc hồ sơ làm lễ cưới, thì nếu mà chỉ như vậy không dừng lại như vậy thì không trọn vẹn. Các bạn phải thật sự khao khát và yêu mến. Vì thế trong những ngày vừa qua rất là cầm chừng và dè dặt, không có cho làm đơn sớm, phải hướng dẫn rất là kỹ. Và đến ngày hôm qua là ngày cuối cùng trước khi tinh tàu, các bạn mới có làm đơn để xin gia nhập đời sống Kitô hữu. Cho nên các bạn phải ý thức về việc mình học cái đơn mình viết là như một cái sự cam kết, là sau khi lãnh nhận các bí tích hệ tâm, các bạn yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, trung thành sống cao và siêu năng cầu nguyện mỗi tối trong gia đình của mình. Rồi qua cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ cám dỗ và thách đố Chúa Giêsu: nếu ông sắp bình vào lành tôi đấy, thì tôi sẽ cho ông cái này cái kia đó. Vậy thì bây giờ các bạn ngày mai được lãnh nhận các tín thức khai tâm, các bạn chính thức trở thành con của Chúa, con của giáo hội, thì các bạn chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không phải là tôn thờ một mình Thiên Chúa cái đời sau này thấy làm ăn thất bát không được thì lại đi coi bói, rồi đi coi tử vi cầu cơ, rồi bói toán, rồi trong cái phòng mình ở, rồi cái nơi mình làm việc là để cái bàn thờ thần tài ông kia, như thế là không được, rất quá là không được nhé. Làm như vậy chẳng khác nào mà làm tôi hai chủ. Mà làm tôi hai chủ thì Chúa Giêsu rất là kịch liệt phản đối. Ngài dạy rằng là các con không thể làm tôi hai chủ được, vì họ tâm mến chủ này mà ghét chủ kia, trong chủ này mà khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà làm tôi tiền của được. Rồi thách thức ở tông đồ ngài này dạy: tham mê tiền bạc cũng là thờ gỗ được, tham mê một cách thái quá, một cách bất chính, thì đó là coi như là mình thờ gỗ được. Mà thờ gỗ được qua việc thờ thần tài ông địa thì chúng ta đúng là sống đạo theo cái kiểu ba chỉ, nửa lạc nửa mỡ, vừa thờ Chúa mà vừa thờ mẫu tượng, đó là không được phép làm đối với một người công giáo. Rồi cám dỗ thứ ba, đó là ma quỷ lần thách đố Chúa là gieo mình xuống đinh. Phải nói rằng là ma quỷ rất là khôn. Cám dỗ Chúa ở phần cám dỗ thứ ba này là dùng chính lời kinh thánh, vì có lời kinh thánh chết rằng có các thiên thần đỡ ông, để ông phải bước chân vào đá ông gieo.
vượt qua các cơn tấn công thứ ba này. Ngài chỉ thắng nước quỷ và trả lời: ngươi được thử thách Chúa và Thiên Chúa các người trong đời sống tức tin của người Công giáo. Anh chị em thân cảm sau này rất có thể sẽ hướng vào cái cơn tấn công thứ ba, là sẽ có những lúc mình cảm thấy có những cái điều mà mình không được như ý, thì mình đâm ra thách đố Chúa: Chúa không ban ơn thì con không đi lễ nữa, Chúa không làm cho con thất ý này thì con bỏ con vào kinh tối nữa. Đó là cái lúc mà mình đang bị cơn cám dỗ về cái sự thách thức Chúa. Thì những lúc mà hình như vậy, các bạn hãy nhớ cái câu lời Chúa hôm nay, là Chúa cũng nói trong thâm tâm của mỗi người các bạn, là các con đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa các con. Các bạn hãy để cho Thiên Chúa thử thách mình. Tôi luyện mình từng thử thách Thiên Chúa qua những cái hành vi lỗi đức thờ phượng nha. Anh là bốn đứa đầu. Có một vị thánh có dạy như thế này, là khi ta cầu nguyện mà chưa được Chúa nhận lời, là Chúa muốn thử thách và để muốn chúng ta kiên nhẫn hơn để lãnh nhận được nhiều hơn. Vậy thì tiêu chuẩn mà khi cầu nguyện như thế nào để theo đúng ý Chúa muốn, xin thưa đó là phải cầu nguyện xin cho được Thánh Thần, là điều cốt lõi nhất. Trong đầu bài tin mừng các bạn vừa đọc, đó là khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa, người đang cầu nguyện chịu phép rửa mà Chúa Giêsu còn đang cầu nguyện thì Thánh Thần ngự xuống trên người. Về ngày mai các bạn được chọn chính thức trở thành những tân phẩm, lấy nhận các bí tích khai tâm, bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Các bạn được tràn đầy Thánh Thần, nhưng mà không phải tràn đầy Thánh Thần xong vui vài ngày đầu rồi các bạn bỏ không cầu nguyện nữa. Phải theo gương Chúa Giêsu, được đầy Thánh Thần nhưng mà luôn luôn phải cầu nguyện để xin ơn Thánh Thần luôn luôn hoạt động trong chúng ta và đổi mới trong chúng ta. Thì đó là cái cách bí tích mà lãnh nhận rất là ơn ích. Lời cầu nguyện theo đúng cách mà Kinh Thánh Cha Chúa Giêsu đã dạy, đó là xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Mình phải xin cho ý Chúa, đẹp lòng Chúa. Vì thật ra có những cái điều chúng ta xin nhưng mà không đẹp lòng Chúa và không có ích lợi cho phần lỗi chúng độ, thì nhiều khi là Chúa chưa ban, Chúa không phải vì Chúa thương chúng ta. Và nếu mà cầu nguyện lúc nào cũng chỉ xin cái nọ, xin thế kia, xin thế này trên khắp, thì cũng chưa có hợp ý theo như ý cháu Hùng dạy. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện là xin theo ý của Thiên Chúa, thì nó đúng với cái nghĩa cái Kinh Thánh Cha mà chúng ta đọc. Còn nếu mà chúng ta chỉ đọc và cầu nguyện để xin theo cái ý của mình, thì một cách nào đó mình đã đọc Kinh Thánh Cha ngược, thay vì đọc xuôi là xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thì mình lại đọc ngược là xin cho ý con thể hiện dưới đất cũng như trên trời, như vậy là sai. Vậy thì khi các bạn đã được lãnh nhận các bí tích khai tâm, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể, là các bạn được đầy tràn Thánh Thần, các bạn luôn phải cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu để cho Chúa Thánh Thần luôn hoạt động và đổi mới đời sống của chúng ta. Có thể rằng là theo năm tháng sau này các anh chị em tân phẩm sẽ phai nhạt theo năm tháng, có thể già thua đi, nhưng ơn ích và ấn tín của bí tích rửa tội và thêm sức sẽ không bao giờ xóa nhòa được. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta được giữ cái chất dầu Thánh Thần, mà được sức cái ngày rửa tội và sức ngày thêm sức, và mãi mãi được thơm lâu dài, thơm hết cả cuộc đời tín hữu của chúng ta. Và giống như ngày mai các bạn được lãnh nhận, thì trong nghi thức rửa tội có phần diễn nghĩa là Cha chủ sự sẽ trao cho các bạn cái áo trắng và đọc như thế này: con đã trở nên tạo vật mới,
và đã mặc lấy Chúa Giêsu. Hãy con hãy nhận chiếc áo trắng này và hãy mang lấy nó tinh tuyền cho đến ngày ra đón gặp Đức Kitô. Vậy đời sống của chúng ta không phải chỉ là vài năm vài tháng, nhưng mà suốt cuộc đời này hãy giữ lấy cái tâm hồn trong trắng tinh tuyền cho đến ngày ra đón gặp Đức Kitô. Và chúng ta cũng cầu nguyện để xin Chúa, xin Thánh Thần Chúa gìn giữ cái chất dầu rửa tội, dầu thêm sức mà ngày mai các bạn sức được bền lâu, được thơm lâu mãi trong đời sống đức tin của chúng ta. Giờ đây xin mời cả lớp cùng đứng lên, chúng ta dâng lời cầu nguyện kết thúc nhé. Sau mỗi lời cầu nguyện, xin mời các cha mẹ đỡ đầu và anh chị em tân phòng đáp lại. Xin Chúa nhận lời chúng con nhé. Hội Thánh là gia đình của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các cha mẹ đỡ đầu và các dự tòng luôn hiệp nhất và liên đới với nhau trong sứ vụ, trở nên dấu chỉ lòng thương xót và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới. Hiệp cùng mẹ Maria. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng và niềm hy vọng cho con người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em dự tòng đang khát khao tìm kiếm chân lý, sớm nhận biết Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Đấng được người sai đến để cứu chuộc nhân loại. Hiệp cùng mẹ Maria. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chính người sẽ rửa anh em trong thánh thần và trong lửa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các anh em chị em dự tòng biết nỗ lực tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa và luôn sống triệt để cam kết của bí tích rửa tội. Hiệp cùng mẹ Maria. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các cha mẹ đỡ đầu và các tử tòng luôn ý thức sống ơn gọi làm con Thiên Chúa bằng việc tuân giữ lời Chúa và thực thi đức công bình bác ái trong mọi hoàn cảnh. Hiệp cùng mẹ Maria. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sẽ có một bài hát kết thúc, chúng ta cùng hát chung lớn tiếng lên nhé. Mời các bạn trẻ lớn tiếng lên. Ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời tình thương Chúa đất trời. Vì lời Chúa là đèn soi cho chúng con, cảm tạ Chúa đã dẫn đường chúng con về. Ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài lên muôn đời tình thương Chúa đất trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Buổi tích tâm cầu nguyện hôm nay chấm dứt. Xin mời các bạn tranh thủ đi xuống nhà thờ để tập nghi thức nhé.